tưởng tượng tất cả mọi người đều yêu nhau, crush đã không thích mình mà mình còn độc thân. Ui dồi, tệ quá. Check it out, yo. Hey, yeah, hi, yeah. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Duyên và đây là Hanh Sara. Và bây giờ bọn mình sẽ chấp nhận thử thách Would You Rather. Nhắn tin, tại vì kiểu nhắn tin sẽ làm mình không bị gấp gáp ấy. Ồ, kiểu nếu như kiểu ai gọi là em sẽ kiểu bị bội vàng. Alo, kiểu thế. Tức là nhiều khi nhắn tin về công việc thì nó sẽ lưu lại thông tin nhiều hơn, còn gọi điện thì nó trôi qua, nhiều khi mình quên, mình cũng không hoặc là lúc mà kiểu mới ngủ dậy không nhớ. Đó là sao vậy? Em chưa hiểu lắm. Ở xong ủa gọi rồi mà, gọi điện rồi mà. Ủa, nói gì đâu. Ở nhà. Sao nhạt nhẽo giống tôi vậy bà? Tôi cuộc đời tôi nhạt nhẽo lắm mà chưa. Thật ra anh nghĩ đấy là một cái khá là hạnh phúc chứ không phải là nhàn. Chị hiểu với em đúng không? Ở đó có phải là mình nạp năng lượng mà đúng không? Đấy, hạnh phúc. Thì đó, chị là chị thích ở một mình rồi cho nên là dù cuối tuần hay nghỉ lễ chị cũng thích một mình cả. Sợ không sợ? Không phải là em gan mà là tại vì em chưa thấy nên là em nghĩ là em sẽ không thấy. Sợ ma là mình thấy ma là mình sợ đó. Nó xuất hiện trước mặt mình là mình sợ. Em sợ. Chưa thấy nên là em chưa sợ. Đơn sắc. Em biết kiểu gì cũng vậy luôn á. Simple is the best, nhưng kiểu cái gì mà nó càng đơn giản thì em cảm thấy nó tôn mình lên. Còn màu mà kiểu nhiều màu quá thì thật sự nếu mà không phải là một người chuyên về thời trang thì em nghĩ là không ai đủ dũng cảm để phối đồ hàng ngày đâu. Khổ sở lắm. Có một người bạn thân, kể cả là có nhiều thì thật ra cũng tốt đấy, nhưng mà em có suy nghĩ về cái việc đó, em sợ là em sẽ không chăm sóc mọi người được hết ấy. Tại vì em luôn muốn là những cái người mà mình thương, mình thân xung quanh thì em muốn dành thời gian, những cái mà em có thể dành cho họ để em có thể cùng họ có một cái kỷ niệm. Mà nếu mà nhiều quá thì em sợ là em sẽ làm không. Nếu mà nhiều quá thì mình không đủ thời gian để dành cho họ nhiều. Tại vì thật ra không phải là em thích ở nhà, cuối tuần là em luôn thích ở nhà một mình. Nhưng mà một khi đã đi ra ngoài thì em sẽ kiểu như là đi chơi cùng với bạn bè. Nếu mà muốn xem phim nhưng mà xem một mình thì em sẽ xem ở nhà Netflix and chill. Nhưng mà nếu như là đã đi ra ngoài xem phim thì sẽ đi cùng với mọi người mua bắp rang bơ. Nhất là vị bóc qua bóc lại nó vui hơn. Vị caramel hoặc là vị phô mai, sau đó kiểu bóc qua bóc lại, bóc lại. Ngồi chung thì mình có thể kiểu nói là phim này nó sẽ tới đó tới nãy rồi. Lỡ xem phim kinh dị thì còn có thể hù chị Duyên nữa. Không muốn cả. Thật sự là không muốn chọn cái nào cả. Tại vì em biết cái nào nó cũng khổ sở hết á, chết rồi. Sống bình thường thì được không? Đúng. Nếu bắt buộc phải chọn. Nếu bắt buộc phải chọn thì em cũng sẽ không chọn. Xin lỗi mọi người nhưng mà thật sự là khó ấy. Ý là có thể là mình đang bị quá serious nhưng mà thật sự là không chọn được. Cái nào cũng tệ nha. Bây giờ em chưa có rớt mà cả thế giới thích chứ. Mình hoạt động nghệ thuật mà mình muốn cả thế giới mình biết chứ, mình nhá, thích mình chứ. Còn em thì em hơi xàm nhưng mà em tưởng tượng tới cái cảnh là cả thế giới thích mình chứ crush mình, xong là cả thế giới yêu nhau chứ em. Wow, thế cũng toang lắm. Tưởng tượng tất cả mọi người đều yêu nhau, tất cả mọi người đều quý mình nhưng mà tất cả mọi người đều yêu nhau, mọi người có bồ nhau hết rồi. Xong là crush đã không thích mình mà mình còn độc thân. Ui dồi, tệ quá. Vì sợ cô đơn. Người chị thân mến, mời chị. Mời chị ha. Dạ. À, là thử thách, cái đó là thử thách, là tưởng chọn chứ. Chọn là vẫn phải làm thử thách luôn. Hát một bài hát của chị theo phong cách khác, chẳng hạn như là bài Sài Gòn Hôm Nay Mưa nhưng mà theo phong cách kiểu khá là funky, rock, hip hop. Yo, yo. Sài Gòn Hôm Nay Mưa. Kiểu này. Opera rồi nha. Opera được. Oh my god, hài bác. Ông nói opera không biết phải không ấy, đại đồ rồi. Hài bác. Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc vì nhớ người nơi chốn nào. Chờ một ngày người ta trở về đến ai lại hứa từ lâu mãi đó quên. Tức là đó bà? Không, em nghĩ là kiểu theo kiểu hip hop cũng được á. Chẳng hạn như là bài kiểu bài ballad nhưng mà mình đổi lại thành yo yo check it out này. Chị có thể hòa âm cùng em được không? Yo yo. À, yo yo. Check it out. Yo. Hey, yeah, hi. Yeah. Vì yêu là nhớ. Yo. Vì yêu là mơ. Yeah yeah. Một lần gặp gỡ. Oh yeah yeah. Em thấy cái gì đó sai sai. Chết rồi, em thấy cái gì đó sai sai. Bài ballad thành rap hả? Ừ. Căng ấy.
tại vì em không phải là chuyên về rap ấy. Thà là rap chuyển sang R&B thì được. Rap chuyển sang R&B à? Ừ. Căng á. Cứu. Nghe não là cũng hơi căng rồi đó. Oh, yo yo, check it out. Sai con hôm nay mưa dường như có ai bật không. Đó, bài của mình là nhanh lắm. Đó, chỗ nào. Woo. Okay. Em không biết nữa. Rồi rồi, ok rồi. À, một cái. Hai bạn. Ôi ghê quá. Cái này là một cái biểu cảm mà chị Dân rất hay làm với em. Nên là em bị kiểu ui. Ui làm sao để chỉ em với. Ê chỉ em cái này cho biết làm đúng. Làm sao. Okay. Vậy Mệt rồi quá đi. Là cảm giác nó như nào nhỉ? Mình làm mặt chán nản đi chị. Mình sẽ có một cái meme siêu vượng. Kiểu này này. 1, 2, 3. Han Sara là người có 80% hướng nội, 20% hướng ngoại. Còn Hoàng Duyên là người có 60% hướng nội và 40% hướng ngoại. Chết rồi. Mọi người thấy kết quả này như thế nào? Em thấy nó lệch lệch kiểu gì ấy. Không rõ ràng, chị Duyên là một người hướng nội 90%. 100% mọi người. 100. Cái lý do hồi trước em kiểu rất là thích chị Duyên á là tại vì em rất là kiểu bị người hướng nội rất là hút em vào. Tại vì hồi đấy em hướng ngoại, bây giờ em là hướng nội hơn nhưng mà em vẫn mê chị. Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã đón xem phần thử thách của Duyên và Hansara. Mà mọi người hãy nhớ ấn vào bật nhạc lên nhé. Follow. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chắc nói gì vậy trời.